Theo Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2014 đã đạt gần 5,5 triệu lượt, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng với thành tích ấn tượng của ngành du lịch thì một con số khác lại khiến cho nhiều người lo lắng. Đó là theo khảo sát vừa được công bố của Ban Quản lý Chương trình Phát triển Năng lực có trách nhiệm với môi trường và xã hội, được gọi tắt là dự án EU, thì chỉ có khoảng 6% khách quốc tế quay lại các điểm du lịch tại Việt Nam trong năm nay. Trong khi đó, tỷ lệ này tại Singapore là hơn 59%. Khảo sát được thực hiện với khoảng 3.000 khách du lịch nội địa và quốc tế ở 5 địa điểm du lịch nổi tiếng là Sapa, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng và Hội An. Có thể nói, con số 6% du khách quay lại nước ta đã phản ánh tương đối chính xác thực trạng của du lịch Việt hiện nay. Đó là mặc dù có nhiều điểm đến với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nhưng thiếu đầu tư xuống cấp, sản phẩm du lịch nghèo nàn, giao thông khó khăn, trong khi nạn chèo kéo bán giá cao với du khách vẫn còn tồn tại. Điều đáng nói là những vấn đề này đã được đề cập đến từ nhiều năm nay trong ngành du lịch. Thế nhưng cho đến nay, vẫn chưa có những giải pháp nào thực sự hiệu quả để thay đổi thực trạng này. Ngay trong lễ kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới tối ngày 1 tháng 11 năm 2014, chương trình Nụ cười Hạ Long cũng đã chính thức khởi động. Với thông điệp nụ cười đến từ trái tim, chương trình sẽ là bước đi đầu tiên trong chuỗi hoạt động xây dựng thương hiệu du lịch của Quảng Ninh nhằm thay đổi nhận thức, hành vi, ứng xử của các ban ngành và người dân đối với du khách. Mục tiêu đưa Quảng Ninh thực sự là mảnh đất của những nụ cười, của sự mến khách, thân thiện và lịch thiệp. Mở đầu cho chiến dịch này, lần đầu tiên trong lịch sử một địa phương, tất cả các vị lãnh đạo, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đã cùng xuất hiện trong một đoạn phim ngắn để cùng gửi đến công chúng 10 thông điệp về chiến dịch Nụ cười Hạ Long. Bên cạnh việc ghi hình trước những địa điểm du lịch nổi tiếng như Bảo tàng Thư viện tỉnh, khu du lịch giải trí quốc tế Tùng Châu, cầu Bãi Cháy, cầu Bài Thơ, cảng tàu du lịch Bãi Cháy, thì điểm nhấn đặc biệt là những vị lãnh đạo này đã có hành động tạo hình trái tim trước ngực và nụ cười rạng rỡ đã thể hiện đầy sự trẻ trung, thân thiện, tạo nên sự thích thú và bất ngờ với mọi người. Hiện Quảng Ninh thu hút 3,6 triệu lượt du khách nước ngoài hàng năm, trung bình mỗi người dân sẽ đón 3 khách nước ngoài. Vì vậy, chương trình Nụ cười Hạ Long hứa hẹn sẽ là dấu mốc cho một sự thay đổi toàn diện trong việc xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh.